Hello, chúng em quay trở lại kênh Cây Thêm. Như anh em có thể thấy, những cái sản phẩm của Topka thì không biết anh em đã dùng chưa, đã mua chưa. Thì mình thấy sản phẩm Topka cực kỳ rẻ luôn đấy, rất là rẻ mà có cả sạc nhanh luôn. Đây, mình sẽ cho anh em xem giá. Đầu tiên là cái con cáp sạc 500 này, 58.000. Tiếp theo là đây, cái cáp sạc này giá 15-18.000. 15.000 một cái cáp cực kỳ rẻ. Taxi, cái cáp này 40.000 này. Đó, cuộn dây này anh em biết tác dụng điểm gì không? 38.000. Cuộn dây này để chúng ta quấn vào, quấn gọn ở những cái bàn là laptop, bàn máy tính ấy, máy tính bàn ấy, thì anh em dây dỡ rất là lằng nhằng đúng không? Chúng ta sẽ quấn gọn hoặc là quấn tai nghe, quấn cáp gì đấy. Và cái này 16.000. Anh em biết tác dụng điểm gì? Đây, chúng ta sẽ gắn vào bàn như này. Đó, gắn vào bàn rất cong luôn, đốn dẻo. Và đây là mình dàn 3M cực kỳ chắc nhá. Cái này mình mua rồi, mình dùng rồi, của Top. Đó, gắn bàn như này, chúng ta sẽ để tai nghe, để cáp sạc, dây cáp sạc cái đấy cho nó gọn. Đó, hay là những cái dây màn hình máy tính, dây modem gì đấy, mình đang dùng cái này, thấy chất lượng khá là ổn. Ok, thì trong video này mình sẽ review tất cả nhá, cái đống trên bàn này. Đó, anh em xem, mình sẽ cho anh em xem chất lượng của nó như nào nhá trong video này. Rồi, đầu tiên là cái bao đựng. Anh em muốn mua những sản phẩm này mình để link mua dưới video nhé. Đó, cái này anh em biết tác dụng điểm gì không? Bên trong nó sẽ có một cái gì anh em biết không? Đây, nó là cái con tai nghe Top, giá là 99.000 và kèm cả cái hộp đựng rồi. Hay chưa? 99.000 anh em. Đấy, chơi game luôn. Đeo vào như kiểu MC ý. Hộp đựng có logo Top, anh em thấy tai nghe nào vừa giá rẻ mà lại vừa có hộp không? Topka đây. Những cái tai nghe bán rất rẻ luôn nhá. Cáp sạc củ sạc của Topka thì siêu rẻ luôn. Và trong video sau mình sẽ review những cái sản phẩm củ sạc của Topka nhá, gồm có củ sạc điện thoại, máy tính bảng, hay là sạc trên ô tô, hay là đế điện thoại đấy, anh em đón chờ video sau nhá. Đây, mở lên này anh em. Đấy, một cái hộp. Cái hộp đựng tai nghe này khá to này. Đấy, ngoài ra anh có thể đựng củ sạc nữa cũng được. Nhưng nó khá to mà. Đấy. Rồi bên trong chúng ta sẽ có cái chống ẩm này, với cả cái lưới này. Vừa đựng củ sạc vừa đựng cáp sạc luôn, hoặc đựng tai nghe luôn, tiện không? Ok, trong là cái tai nghe đây. Tai nghe này anh em lưu ý là cho cả dân chơi game luôn. Vì sao? Vì nó có cái mic. Đó. Đấy, mic đây anh em, thấy chưa? Anh em lại thấy cái tai nghe nào mà nó có mic riêng như này không? Đấy, đây, cái đầu dây thép bên trong này. Đấy, uốn cong luôn. Đó, gắn vào. Nhưng mà em xin thực thụ. Cái tai nghe có những cái tiếp tai này. Đấy, tiếp tai cái kẹp này, kẹp vào áo này. Những tiếp tai thay thế đây, về cả mập cũng có luôn. Đó. Và đây, cái tai nghe. Trời ơi, thiết kế đúng đậm chất gaming luôn này. Rất là hầm hố luôn này. G gaming luôn. Và cảm giác nó, cái đầu tròn tròn này bên ngoài nó khá là to. Anh em nhìn này, nó hầm hố vãi trưởng luôn. Ở đây chúng ta sẽ có cái chỗ để gắn mic luôn, xịn xò vãi. Thề luôn, mình chưa bao giờ gặp cái tai nghe có dây nào mà có kiểu gắn mic như này. Bình thường toàn có cái mic ở khu vực này đúng không? Cả mic, cả cái nút bấm đây. Nó chỉ là khu vực này, cái bảng điều khiển ấy. Đấy, họ sẽ tích hợp mic ở đây luôn. Nơi đây họ tích hợp mic riêng thì sẽ đảm bảo cho chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Ở đây như có cả có lỗ mic nữa à? Hay là kiểu họ làm hai mic để cho âm thanh nó tốt hơn nhỉ? Để cho nó nói nghe nó chuẩn hơn nhỉ? Chuẩn HD luôn. Đấy, chỉnh âm lượng đây này. Đấy, những cái tai nghe mà chuyên game ấy thì thường sẽ có cái chỗ chỉnh âm lượng ở đây này. Đó, mình để ý. Ở đây có nút bấm nghe gọi. Đó. Và cái dây này thì dây thiết kế cũng khá là lạ. Cái dây này mình chưa thấy ở tai nghe bao giờ. Kiểu cao su anh em ạ, không phải kiểu vải. Đấy, kiểu cao su nhưng mà nó kiểu dệt dệt như kiểu dệt vải ấy. Đấy, sờ nó kiểu gợn gợn ấy. Đây, cái cái đầu bọc, cái đầu họ cũng có cái bọc luôn. Rất cẩn thận luôn, bọc rắc 3.5 luôn. Đó, và nó thiết kế kiểu chữ L ấy nha anh em. Đấy, chữ L như này. Thì đây anh em, đây nó sẽ cắm vào lỗ như này. Đó, bỏ cái lỗ ra, bỏ cái bọc ra, cắm vào như này. Đó, để chơi game nó thuận tiện hơn, nó cầm nó thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Tí nữa thẩm âm xem. Bây giờ tiếp tục đi, giới thiệu cái cuộn dây. Trời ơi, cái cuộn này cắt ra dùng bét nhè luôn. Đấy, cuộn này để quấn này. Đó, cuộn này thì chắc cũng không cần giới thiệu.
Anh em mua những cái cắp sạc thì thường họ hay có những cái cuộn để quấn như này lắm. Đấy, để quấn như này. Đấy. Rất là dính luôn nhá. Cuộn này không biết mấy mét đây. Đấy. Càng nhiều mét thì càng đắt thôi. Đó, cuộn này để nó kiểu đẹp cho đẹp ấy, cho nó gọn dây, quấn vào cho nó đỡ bị lung tung dây. Tiếp theo là đến cái dây cáp nhá. Cuộn dây này không có gì giới thiệu anh em. Cáp đây, thì ở đây mình sẽ bóc hết luôn một loạt cáp. Cáp thì rẻ thật sự luôn. Cáp của top này. Đây là cáp Lightning này. Sạc iPhone này. Chúng ta sẽ có cáp đây, cáp 3 đầu, rất kết luôn. Cực kỳ rẻ luôn, nó có 3 đầu. Đấy. Ở đây USB gồm có Lightning, Type-C, Micro. Đầy đủ hết luôn. Và đây là cáp 500. Trời ơi, rẻ kinh khủng luôn. Và em để những cái dây cáp họ làm này, rất chắc và khó đứt nhá. Đây là dây cao su này, đây là dây vải. Đó, mỗi cáp có đặc điểm riêng. Ở đầu thì đều có kim loại với cả cao su. Đây, 500 luôn. Chạm vào phát là hít. Thì 500 này anh em có thể thay thế từng đồng. Và, đây, anh em để ý chưa? Đấy, chúng ta có thể di chuyển được. Đấy, sạc kiểu hình chữ L hoặc là thật thẳng được. Đấy, sạc kiểu hình chữ L để chơi game. Hoặc là để thẳng như này. Đấy, hoặc xoay nhá. Tiện, và chúng ta có thể mua những cái đầu để thay thế. Ở đây đang đầu là Lightning. Đó. Và đây là cái để à, rất là dài. Dài thì giá nó sẽ cao hơn. Cái này để được 2, 4, 6, 7 là 4 cong anh em. Cái này khoảng 5mm. Đấy, và đây là cái miếng dán 3M. Đấy, chúng ta sẽ ấn lên như này. Và chúng ta sẽ để cáp như thế này. Mình đang dùng trên bàn máy tính mà. Thì cái này khá là tiện. Đấy, để tai nghe như này. Để tai nghe như này. Đó, như thế này. Dán vào bàn máy tính để. Và cái miếng dán 3M là cực kỳ chắc luôn. Anh em thường dán vào cạnh bàn ấy. Mình vừa đợt đầu thì mình dùng, chưa biết dùng, mình dán luôn lên mặt bàn được. Thì nó, lên mặt bàn thì nó thẩm mỹ nó không được tốt lắm. Nó dán vào cạnh bàn hợp lý hơn. Ok, thì giờ test cáp thử xem. Mình sẽ sạc thử anh em. Đầu tiên mình thử cái dây sạc này. Đều có logo top luôn ở những cái đầu. Khá là cẩn thận luôn. Đấy, đã sạc 61%. Cáp bình thường. Không vấn đề gì. Ta sẽ dùng cái 500 nhá. Cái này là Type-C. 500 cũng khá là tiện. Đây. Đấy, đang sạc 30%. Đấy, 500 thì anh em một đầu anh em bỏ luôn đây. Lần sau chúng ta chỉ phải rút này ra thôi. Đấy, rồi chúng ta thì dính này phát. Nó hít vào. Tiện không? Đó. Không cần quan tâm là đầu nó cắm. Nhưng mà Type-C thì cắm ngược cắm xuôi đều được. Ví dụ micro USB chẳng hạn. Đấy, chúng ta không cần quan tâm. Cắm ngược xuôi chúng ta chỉ cần rút đầu này ra và cắm vào thôi. Đó. Anh em có thể thay đầu nếu mà điện thoại micro USB thì dùng đầu micro USB, Lightning thì dùng đầu Lightning. Đó, nhưng mà cái này thì ốp thì phải bỏ cái ấy ra nhá, bỏ cái bọc ra. Cuối cùng là ba cái đầu này rất là két này. Thích ba cái đầu, tiện đi đâu chỉ cần cầm đúng cái ba đầu này đi thôi, dây ba đầu. Đấy, ta cắm vào. Ok, đã sạc 60%. Và có một cái test nhỏ nhỏ là chúng ta thử sạc cả hai thiết bị một lúc xem có ok không trên ba cái đầu này. Ô, được luôn. Đây anh em, cả hai cái đều đã sạc. Đó. Đây, mình đang đo dòng này, 5V 2A. Đó, sạc cho cả hai thiết bị một lúc nhá. Được ấy chứ. Vấn đề gì đâu nhỉ? Bây giờ thử rút một cái ra để đo xem dòng nó thay đổi như nào. Đó. Đây. Đấy, nó giảm luôn này, nó là 5V 0.8A. Đấy, chỉ sạc iPhone thôi. Đấy, đang sạc đây. Đó, 5V 0.8A. Đấy, như vậy là nó sẽ sạc cả hai điện thoại luôn. Hay. Cắm vào này. Đấy. Đấy, 5V 2A luôn. Ok, còn về tai nghe thì mình thấy con tai nghe này chơi game nó phê hơn là chúng ta nghe nhạc nhé. Mình khuyên anh em là mua con tai nghe này để chúng ta chơi game là chính thôi. Nghe nhạc là phụ, tại vì nghe bát của con tai nghe này khi nghe nhạc thì cũng có bát thì mình chấm được khoảng 8 điểm nhá. Mà khi chơi game ấy, bát của nó nghe hay hơn. Đó, con tai nghe này thích hợp để chơi game anh em. Rồi, và tiếng bước chân của nó rất là rõ luôn. Trái phải là tiếng đạn nghe rất là rõ luôn. Đấy, nghe hay. Nói chung là con tai nghe này chơi game là chính, chuyên về chơi game là chính. Ok, đó là những cái đồ phụ kiện của top
mà mình muốn review tới anh em trong video này. Đấy, gồm những cái tai nghe với cả cắp sạc hay là túi đựng hay là đấy, rất là rẻ luôn nhá. Đấy, chỉ 10.000 20.000 một cái cắp sạc cực kỳ rẻ luôn. Mình kết cái cắp sạc này vãi trưởng luôn, sạc ba đầu ấy, sạc hai thiết bị một lúc luôn. Đấy, như quái vật ba đầu ấy. Link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm cắp sạc của Top. Anh cảm thấy video hay và thú vị đăng ký kênh ấy cho kênh mình nhá. Cảm ơn thôi video. Bye bye. Quá là ngon bổ rẻ luôn anh em. Thực sự rẻ, bây giờ nhiều phụ kiện điện thoại rẻ thật.